Hello các bạn. Ok, hôm nay mình xin phép được chia sẻ về làm một cái đoạn nhạc ngắn, nó gọi là corporate, cho những cái nhạc kiểu như là nhạc công ty, nhạc cho nói chung là background music thôi, nó một cái gì nó nhẹ nhẹ thôi. Ok, thì thường thường cái form của nó sẽ như thế này ha. Ok, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cái piano. Ok, mình sẽ sử dụng hoàn toàn vào cái sound của Logic hết. Ok, đây. Thường thì cái này là ok, mình có thể bắt đầu để mình xem cái tempo vậy. Ok, 106 cũng được. Thì có thể mình sẽ ví dụ các bạn mình ok, mình sẽ đánh trên cái chord đô đi ha, cho nó dễ nhất. Bây giờ nó là nó có cái vòng của nó đơn giản là mình có thể đánh. Đó, cái này là đô, rê, fa, son. Ok. Thử nha. Đây là cái vòng kho của mình. Đầu tiên mình sẽ chọn một cái vòng kho, để mình đánh. Thì ok, nó sẽ là như thế này. Rồi mình tương đối là mình đủ cái idea, đủ cái vòng kho để bắt đầu mình phát triển tiếp. Thì thường thường cái nhạc corporate nó sẽ xài cái guitar. Thì mình có cái gì đây, mình có cái tiếng mình thích, cái tiếng này, cái tiếng guitar mood này thì nó ok, thì nó đang như thế này. Thì mình cần một cái delay để nó tạo cái delay thôi. Tiếng này, tiếng nào ta, để xem thử coi. Tiếng này đi, tiếng này cũng tương đối dễ. Thôi. Ok. Tiếng này nó hơi nặng. Mình sẽ bớt cái bớt kiểu overdrive, cái gì của nó là condenser, reverb, FX, middle. Ok, thôi mình chuyển sang cái mình hãy xài, của Omnisphere. Ok, Omnisphere thì nó sẽ có những cái sound rất là dễ xài, những cái sound mood guitar dễ xài. Ok, để mình xíu nha, máy mình nó cũng không được mạnh lắm. Ok, chúng ta sẽ có ở đây. Thì chúng ta có thể xài harmonics cũng được. Cái này hơi kim. Ok, thì nó cũng có delay rồi, nhưng mà mình thích cái delay của thằng Logic thêm, để nó tạo cái delay nhiều hơn. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu ha. Ok, mình thử một này ha. Ok, thì cái tiếp theo đó là cái trống. Ok, mình có sụn cột đây. Okay. Mình chọn đối với cái nhạc này thì cái kick nó không cần nặng quá đâu, nó chỉ cần nhẹ nhẹ thôi. Cái này nó hơi rock. Để mình coi nhẹ nhẹ thôi. Phần bass, thì bass mình có thể đánh nốt cũng được, nốt đen cũng được, đánh kiểu upbeat thôi. Cái nhạc này nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ cần một cái background music thôi, mình đừng làm ồn quá. Ok, mình có thể mình mang cái này thành cái intro đơn giản đây, một cái intro ở đây. Ok. Nó kiểu nó upbeat thôi, thì mình đánh nó hơi nhịp nó hơi dở tí cho mình cảm giác là nó nảy hơn thôi. Ok, bắt đầu mình sẽ phát triển tiếp ha. Ok. Snare đi. Ok, snare. Ok, cuối mình có thể mình để cho nó khác một tí. Mình sẽ thêm cái glockenspiel. cái tiếng, nó có một cái tiếng effect của ví dụ là của thằng Silent One. Đây Silent One, ok. Silent One, Silent One, mình thích cái tiếng này, tiếng whoop nó này. Bây giờ này của Logic này cho nó về đây. Ok, mình có thằng Kickstarter đây. String đi cho nó dễ. String. Để thêm background string dưới. Chúng ta có cái pop string nhẹ. Kiếm một cái tương đối mềm mềm thôi. Mấy cái này nó hơi kiểu kiểu classic quá, mình thích cái ok, cái này cũng orchestra nhưng mà cái này nó sẽ mềm hơn. Bây giờ chúng ta xem coi, nếu mà bây giờ mình thêm cái một cái tiếng pass thì ha, cái tiếng pass mình sẽ xả xào Logic luôn. Logic ok, bây giờ mình cứ làm cái nền trước đi, mình cứ làm cái nền của mình trước. Pass in pass để coi có cái nào basic. Có cái nào đạt không ta? Lo-fi bass source way source bad thôi. Okay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đánh vào cái melody ha. Melody thì mình có thể mình đánh bằng string cũng được, string staccato thôi. String staccato đây, ok. Mình cứ chơi play around thôi, mình chơi. Cho nó đủ hai vòng nữa ha. Quên nãy giờ mình chưa có cái grass. Grass. Classic quá. Mix void. Nó đơn giản là thôi. Ok, chúng ta vẫn có thể mình xài thêm một cái hi-hat kiểu upbeat để mình xem coi có cái trống nào đây hay không. Cái này cũng ok. Ok, mình sẽ kiếm thêm cái shaker đây. Có shaker này hay không? Ok, cái này cũng được. Mình có thể để nó vừa phải thôi, không cần lớn. Cái tiếng này nó ok, tambourine. What the hell? Tambourine. Ok, cái này cũng ok nè. Nhưng mà mình cho nó nhỏ thôi, cái tiếng tambourine nó hơi thô. Thêm cái clap, coi có cái clap, clap. Coi. Thử xem. Chúng ta đã có một cái bài corporate, nhạc corporate tương đối ổn. Thêm cái pad này cho nó có cái không gian tí. Ok, chúng ta có thể copy qua đây cũng được, thêm ổn ở đây cho nó. Ok, bây giờ mình sẽ nghe thử cái sản phẩm của chúng ta vừa làm xong ha. Mình có thể mình xài một cái tạm cái preset, ví dụ pop đi. Ok, nghe thử ha. Thì chúng ta đã có một cái track nhạc corporate tương đối là xài được và có thể mình up bán cũng được trên những cái trang stock. Thì các bạn có thể mình đây là một cái ý tưởng thôi, thì các bạn có thể làm bất cứ thứ gì. Cái nhạc corporate thì nó không khó, nhưng mà mình cái khó là mình làm sao để nó đơn giản và nó hay, và người ta sẽ dùng được gì cho nhiều cái sản phẩm của người ta thì họ sẽ mua cái track của mình nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn làm được nhiều những cái track nhạc hay hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.